Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi cơn bão mạnh Kanu, Hồng Kông và Macau đã nâng tín hiệu gió giật số 4 vào sáng sớm hôm nay, gây ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ giao thông. Hơn 200 chuyến bay bị hoãn và ít nhất 10 người bị thương. Dự kiến đến chiều tối khi bão di chuyển dần khỏi Hồng Kông, thổi vào đất liền Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 1,5 triệu km2 đảo Hải Nam và các vùng ven biển phía Nam và Đông Trung Quốc. Hồng Kông đã phát đi tín hiệu bão khẩn ở phía đông bắc, cơn bão số 4 lúc 8 giờ 40 phút sáng. Các dịch vụ giao thông và công cộng khác nhau đã bị đình chỉ. Cảng vụ hàng không cho biết sẽ mở hai đường băng trong đêm để đẩy nhanh tiến độ xử lý chuyển động của chuyến bay và dễ dàng cho hành khách. Trong buổi sáng, một số người dân đã đi ra ngoài sớm vì lo lắng về việc các dịch vụ giao thông công cộng bị đình chỉ, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến Ta Trung, từ thành phố đến sân bay vào buổi sáng, từ đường sắt sân bay đến sân bay. Bão hoành hành khiến Hồng Kông xảy ra một số vụ tai nạn do cây đổ. Cơ quan quản lý bệnh viện cho biết, đến trưa nay đã có 10 người bị thương trong cơn bão. Ngoài ra, có tổng cộng 11 du khách Trung Quốc đại lục bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian vì họ đang cắm trại trên đảo Kyushu ở Sai Kung, nhưng đã được cảnh sát biển giải cứu. Đài quan sát chỉ ra rằng Kanu sẽ ở gần Hồng Kông nhất vào lúc 3 giờ chiều, nhưng tín hiệu bão số 4 sẽ được duy trì trong hầu hết thời gian trong ngày. Tại Macau, nơi tiếp giáp với Hồng Kông, tín hiệu bão số 4 về hướng Đông Bắc đã được phát đi vào lúc 10 giờ sáng. Theo dự báo của Cục Thời tiết địa phương, sẽ có ngập lụt nhẹ ở khu vực bên trong bến cảng. Hồng Kông và Macau bị ảnh hưởng bởi cơn bão mạnh Hato vào cuối tháng vừa qua. Cơn bão ảnh hưởng đến Hồng Kông tuy nhẹ nhưng đã gây ra thương vong rất lớn ở Macau. Trong tổng số dân 648.000 người thì có 8 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Điện và giao thông bên ngoài tạm thời bị gián đoạn. Giám đốc điều hành Macau Chu Seon đã giữ im lặng một phút trước công chúng trước khi gặp các phóng viên sau đó. Ngoài ra, trước sự uy hiếp của Kanu, Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp 3 cấp, đồng thời cử một nhóm công tác đến 8 tỉnh, thành phố, trong đó có Hải Nam và Quảng Đông, để làm tốt công tác phòng chống lụt bão, kiểm soát và phòng chống bão. Tướng Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ, đám mây đối lưu mạnh Kanu bao phủ hơn 1,5 triệu km2, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đảo Hải Nam và các khu vực ven biển phía Nam và Đông Trung Quốc, khu vực Chiết Giang có thể trở thành vùng mưa bão. Bị ảnh hưởng bởi bão Rumbia, 2,78 triệu người ở Sơn Đông bị ảnh hưởng. Trong những ngày gần đây, sau khi cơn bão Rumbia đổ bộ vào Chiết Giang, nó hướng mạnh về phía Bắc. Dù đi đến đâu, Hà Nam, An Huy, Sơn Đông, Giang Tô và những nơi khác đều mang lại lượng mưa lớn và lượng mưa hàng ngày ở nhiều nơi đã vượt qua mức cực đoan lịch sử. Đặc biệt, ở Sơn Đông đã xảy ra quá trình mưa siêu lớn trên diện rộng. Tính đến 12 giờ địa phương, có 2,7832 triệu người dân địa phương đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Áp thấp nhiệt đới số 12 bão Rumbia đổ bộ vào Chiết Giang, sau đó đi lên phía Bắc, mang theo lượng mưa lớn đến Hà Nam, An Huy, Sơn Đông và những nơi khác. Đây là cơn bão thứ tư đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc trong năm nay. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày của 15 quận và thành phố ở Hà Nam, Sơn Đông, An Huy và Giang Tô đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Hơn một nửa tỉnh An Huy đã hứng chịu lượng mưa trên 100mm. Gió giật mạnh từ 8 đến 9 độ Richter cũng đã xảy ra ở Trung và Đông Hà Nam, Bắc An Huy, bờ biển phía đông của Giang Tô và quần đảo Chiết Giang, Josan. Theo báo cáo từ trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán của Chính phủ tỉnh Sơn Đông, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh là 140,6mm, tương đương 22,07 tỷ mét khối nước. 33 hồ chứa lớn và vừa ở Sơn Đông đã vượt mức nước giới hạn lũ đều đã tràn, nhiều sông xảy ra ngập lụt. Về thương vong, hiện vẫn chưa có con số thống kê chính thức đầy đủ. Được biết, tại làng tự nhiên Đông Di, làng Nian Yau, thị trấn Tian Bao, khu công nghệ cao Thái An, tỉnh Sơn Đông, một trận lũ quét đã xảy ra do lượng mưa lớn phá hủy 13 ngôi nhà, khiến 2 người bị thương, 1 người chết, 3 người khác mất liên lạc. Tính đến 20 giờ tối, theo giờ địa phương, có 261.400 ha hoa màu ở Sơn Đông bị thiệt hại do mưa lớn. 962 ngôi nhà bị sập, 2.214 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 102.800 người phải di rời khẩn cấp và 16.082 người cần hỗ trợ sinh sống khẩn cấp.
Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cùng ngày đưa ra dự báo rằng vẫn sẽ có mưa to đến rất to ở Đông Liêu Ninh, Đông Cát Lâm, Đông Nam và Tây Bắc Hắc Long Giang và các nơi khác. Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và một phần Thiểm Tây ở phía Tây Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Theo Tân Hoa Xã, kể từ khi bão Rumbia đổ bộ, thảm họa lũ lụt ở Songwang, Sơn Đông, Trung Quốc. Trận lũ lụt nghiêm trọng ở Thọ Dương, Sơn Đông, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của dư luận và truyền thông Trung Quốc trong và ngoài nước. Đâu là nguyên nhân gây ra lũ lụt, mức độ nghiêm trọng, mức độ mất mát, rõ ràng có những báo cáo gian lận hoặc có tính chất suy đoán ở các khía cạnh như vậy. Một trong những gian lận thiên tai hay nhân tạo, các báo cáo liên quan của các phương tiện truyền thông chính thức Trung Quốc về thảm họa lũ lụt ở Thọ Dương, Sơn Đông đại khái như sau. Dưới ảnh hưởng của bão Umbia, một trận mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, gây ra thiệt hại cho 13 thành phố bao gồm Wenfang, Đông Dinh, Heyye và Tai'an. Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, có 5,089 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng, 18 người chết và 9 người mất tích, trong đó toàn bộ thành phố Songwang, Sơn Đông bị nhấn chìm. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi về nguyên nhân lũ lụt nên xếp nó vào loại thiên tai do mưa bão hay thảm họa nhân tạo do xả lũ tập trung từ các hồ chứa thượng nguồn. Ngay cả phản hồi chính thức địa phương ở Songwang cũng chỉ so sánh một cách mơ hồ giữa hai yếu tố mà không đưa ra một tuyên bố rõ ràng. Người phát ngôn kiểm soát lũ lụt của tỉnh Sơn Đông một mặt giải thích lý do không xả nước trước là để đảm bảo nguồn cung cấp nước, đồng thời cũng nói rằng lũ lụt ở Songwang cho rằng việc xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn đóng vai trò là lợi ích lớn nhất, nếu không thì thiệt hại về thiên tai còn lớn hơn. Một báo cáo truyền thông chính thức khác viết, gần đây bị ảnh hưởng bởi cơn bão Umbia, mưa lớn đã rơi ở nhiều nơi ở Songwang, Sơn Đông, Trung Quốc. Dòng chảy của hồ Shuya và hồ Weihosan vượt xa lưu lượng hồ chứa, khiến nhiều ngôi làng dọc theo Songwang bị ngập do nước sông và một số lượng lớn nhà dân, đất trồng trọt, nhà kính và trang trại bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đặt câu hỏi về lý do thực sự của trận lũ. Songwang bị ngập do xả lũ từ 3 hồ chứa ở thượng nguồn khiến sông chảy ngược. Tình trạng này rất giống với mức độ nghiêm trọng của thảm họa mà Sơn Đông phải gánh chịu vào năm 2012 do sự di chuyển của cơn bão Vida. Vì vậy, không nên xếp nguyên nhân của đợt lũ này không phải là thiên tai do mưa bão, mà là thảm họa nhân tạo do xả lũ tập trung của các hồ chứa thượng nguồn. Ô Long số 2, 9.999 ngôi nhà sập sau trận lụt ở Thọ Dương, Sơn Đông, Trung Quốc, truyền thông địa phương Sơn Đông Kilu Evening News cho biết, tính đến 16 giờ theo giờ địa phương, đã có 1.476.900 người ở thành phố Duy Phường bị ảnh hưởng, 9.999 ngôi nhà bị sập. Một số nội dung của thông báo đã khiến cư dân mạng thắc mắc, đặc biệt là vụ 9.999 ngôi nhà bị sập. Những người am hiểu về vấn đề chỉ ra rằng nguyên nhân khiến số nhà bị mất dưới 10.000 là do kế hoạch khẩn cấp quốc gia về thảm họa thiên tai của Trung Quốc. Cứu trợ quy định rằng nếu khu vực hành chính là A cấp 4 sẽ được kích hoạt ứng phó đối với những ngôi nhà bị sập và bị hư hại nghiêm trọng với hơn 10.000 hoặc 3.000 ngôi nhà và 100.000 ngôi nhà hoặc dưới 30.000 ngôi nhà. Cư dân mạng chế giễu con số 9.999 ngôi nhà bị sập và nói, ngôi nhà thứ 10.000 có vững chắc không? Thành phố có 10.335 ngôi nhà bị sập, 8.240 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng và 53.465 ngôi nhà bị hư hỏng nói chung. Yang Jianshun, Phó Giám đốc Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai Duy Phường, kiêm Giám đốc Văn phòng Dân sự cũng cho biết trong một cuộc họp báo cùng ngày rằng nó đã được nâng cấp lên cấp tỉnh ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai vào lúc 18 giờ và nhà nước đã đưa ra phản hồi cấp độ thứ tư. Ô Long số 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Thọ Dương để chỉ đạo cứu trợ thiên tai. Trong Quang, quê hương của rau ở Sơn Đông đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt thảm khốc. Phản ứng nhanh nhất là giá rau tăng vọt ở các thị trường khác nhau. Tuy nhiên, các bản tin như báo chí và các bản tin khác đều đến muộn và các tiêu đề vẫn bị chi phối bởi các hoạt động khác nhau của Tập Cận Bình. Có một tin đồn trên mạng, theo một tập hợp các video lan truyền trên Internet Trung Quốc, một nhóm người bị nghi là do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dẫn đầu đã đến Songwang để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai tại địa phương. Nhưng thông tin vẫn chưa được xác nhận bởi truyền thông nhà nước. Kính thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả trong 2 ngày, Đài Thiên văn Hồng Kông đã ghi nhận tổng lượng mưa trong cả tháng là 971,3mm. Đây là kỷ lục lượng mưa hàng tháng cao thứ 2 trong tháng 4 và là ngày cao nhất sau trận mưa lớn vào tháng 5. Lượng mưa đứng thứ 15 kể từ kỷ lục. Năm nay, ngoài tháng 4, lượng mưa ghi nhận được trong tháng 5 cao hơn bình thường rất nhiều.
tổng lượng mưa cả năm lên tới 3.214,5mm, là năm có lượng mưa lớn thứ 3 được ghi nhận. Khi trận mưa bão này xảy ra, cảnh báo mưa lớn ở các khu vực cục bộ vẫn chưa được ban hành để ứng phó với mưa bão cục bộ. Chỉ có cảnh báo đặc biệt về lũ lụt ở vùng lãnh thổ mới phía Bắc được ban hành cho các khu vực phía Bắc. Đài Thiên văn Hồng Kông chỉ đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng thay vì màu đỏ, mưa hoặc thậm chí là mưa bão đen, nhưng cảnh báo mưa bão đen đã được đưa ra cho các trận mưa bão xối xả tương tự trong tương lai. Theo tiêu chuẩn hiện nay, miễn là lượng mưa hàng giờ của đài quan sát vượt quá 55mm, ngay cả khi lượng mưa đó thấp hơn lượng mưa mục tiêu là 70mm, cảnh báo mưa bão lớn hơn có thể được đưa ra. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!